chết đâu. Nào dọn. Ở đây tao nhỏ nhẹ lắm, hôm nay mày mày lên mặt với tao gì? Bé con, chưa đừng có mà ngủ. Cái gì? Xin chào các bạn, bây giờ Dương Vũ Chiến đây. Chứng tỏ các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì các bạn ơi, thì giờ này mình cũng rất là ít video các bạn ạ. Thì mình cũng không bật nóc nhà của mình các bạn ạ. Sự cái nóc nhà của mình bây giờ nó cao quá. Nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ thử thách một lần nữa xem là mình có bật được nóc nhà của mình không các bạn ạ. Thì hiện tại là nóc nhà của mình đang nằm ngủ bên kia. Đấy, hiện tại 10 giờ rồi. Thì nó đang trong bé ốc vừa mới ngủ ấy. Thì chắc là nó cũng mệt, nó cũng ngủ cùng theo rồi. Thì bây giờ mình nhân cơ hội này mình sang mình sẽ nhiễu cho nó chắc các bạn ạ. Thì không biết là nó thật sự là nó giữ như quỷ cái luôn các bạn, không biết là nó như nào luôn đấy. Bây giờ mình thử sang mình sẽ bật nó xem nó như nào các bạn nhá. Mình chỉ cắt đàn lần xem mình có chứ bây giờ mình suốt ngày mình vận hành ra nó đàn như này không thể chịu được nữa các bạn ạ. À, nhờ. Giờ mấy giờ rồi ngủ? Mày à, mày cho con ngủ hay là mày ngủ? Tao trông cho. Đi ra ngoài. Mày dậy không? Mẹ mày. Phong đi bừa bộn này. Ăn cái này à? Hả? Nhớ, dậy không? Tập trách gì đây? Dọn tài ra trách ra đi nào. Thì em dọn. Cuộn áo này. Cuộn được tài ra trách này. Làm gì đấy? Gì? Cho con ngủ gì đâu, con ngủ mày ngủ hay mày cho con ngủ. Mày đừng mày đừng có thấy nó ngủ thôi mà mày giả vờ mày vào mình ngủ nhá. Chẳng ngủ chết ngủ, con chó này. Như nào? Mày dậy giao giao như nào? À, như nào? Mày biết thằng Du nó mai nó mới ngủ không? Rồi. Mày á, nói cho mày biết nha, mà đây mày nhau với tao. Tao mới cấu mày ấm đấy nhá. Mày ra ngoài không? Mày đi ra ngoài, tao mày đánh nhau một trận nhá. Tao cho nó ngủ từ nãy rồi, hơn một tiếng rồi, tí nữa là chưa nó ngủ nhá. Mày không phải mẹ, mày thấy nó ngủ, mày vào đây mày ngủ nhá. Tao nói mày biết tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Mày láo mày... nào? Mày gọi mày ra đây. Mày gọi mày ra đây. Mày lấy đồ gì đấy? Mày lại mày nhau với tao. Dậy đấy. Mày đang sợ. Tao đang ngủ đủ rồi nhá. Không mày nhìn đây. Nó nhìn mày này. Mày nhìn nó tao cái nhìn nó như mày thì có đáng sợ không? Không lại mày dậy không? Như cái thằng điên rồ cũng dại như mày đấy. Tao rồ mà tao cứ cục cứt. Tao đang diễn rồ đấy, được chưa? Dậy không? Mày nói nhiều đấy chứ nhá. Mẹ mày nữa. Không nể mày lâu lắm rồi nhá. Mày nhìn con như mày khác gì cái thằng điên đang cùng không? Gì? Nhìn mày nhìn phòng như em mày còn ở được làm con ngủ được à? Bữa bộ như em mày ngủ được à? Hả? Mày nhìn xem bữa bộ như em mày ngủ được không? Hả? À? Mày nói nhỏ ấy, con nó sợ. Ờ, anh buồn thương. Bố mình nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Đau đi. Con nó đang ngủ mày cứ làm mầm. Dương. Thằng nào phải dọn phòng? Hả? Thằng nào? Mày đi chết đâu? Nào dọn. Ở đây tao nhỏ nhẹ lắm, hôm nay mày lên mặt với tao gì? Bé con, chưa đừng có mà ngủ. Cái gì? Thì vừa thôi.
Chàng đấy loại lồn nó cắn cho anh nhì ạ. Tao cho đủ lâu rồi, đủ rồi. Đủ ý, mày vào nó khác kìa. Ra ngoài, cho tao ngủ. Thì còn mày bế, thằng nào bế, mày làm dậy thì mày phải bế. Tao còn phòng thừa đáo đi kìa. Ra bơi đi, phòng nghĩ là dọn đi. Bà ai dọn hổ? À, đâu, 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 đâu. Chứ bảo nó dọn đâu? Không, không. Tí ai dọn phòng? Anh dọn. Ai bơ quần áo? Anh sẵn phơi rồi. Ai nấu cơm? Anh... Sao mà em nấu cửa? Sao mà sai không? À không, không, đâu, đâu, đâu. À đâu. Mẹ đánh cho bố nè. Làm đi. Nói mày biết nha. Tao để con tao đang đang mới ngủ dậy thôi nhá. Không có mặt mày á, tao xé thành ba mặt luôn nha. Mày để con đây mày xé hộ tao phát à? Mày xé hộ tao nào, nào. Hả? 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 Bật nóng nhà các bạn ạ. Thôi, nói cho gì nữa thì mình vẫn là một thằng tội nghiệp với các bạn ạ. Thôi mình sẽ kết thúc video đây rồi. Các bạn có cái ý tưởng gì mà nó trả thù được con lợn này thì mọi người comment ở phía dưới để mình thực hiện nhé các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà cốt bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này, thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về dáng như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhá. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó. Mọi người pha với từng ngày nước. Uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Đó, rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình á. Đấy thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nha mọi người nhé. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhé.